Thưa quý vị, chỉ 2 năm qua, ở Quảng Ngãi đã có trên 10 vụ người tâm thần gây án giết người. Tình trạng này đã và đang gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi các cơ quan liên quan và cả những gia đình có người bệnh tâm thần đang quản lý tại nhà phải có biện pháp đề phòng, ngăn chặn, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục vấn đề hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thảm cảnh ngôi nhà này khi người con gái tên Lương Thị Kim Phượng, 20 tuổi, ngụ xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, bị tâm thần đã đánh cha ruột của mình tử vong. Cho đến nay, Phượng đang được đưa đi điều trị bệnh tâm thần. Ngôi nhà chỉ còn người mẹ già bệnh tật nuôi 2 đứa con cháu nhỏ. Trước tình cảnh trên, công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên về thăm, tặng quà, động viên gia đình. Hiện nay thì trên địa bàn xã này có những hộ mà tâm thần cho gây cho xã hội cũng có phần là khó khăn, nhất là trong cuộc sống. Không có công việc làm, rồi cần với những là không biết chữ nên dẫn đến là nghèo đó. Từ sự quan tâm của công an thì gia đình đã có nhận phần quà của công an thì cũng đỡ bớt phần nào trong hoàn cảnh trong gia đình hiện nay. Anh Phạm Văn Ruộng, 38 tuổi, thôn Gò Rét, Mang Nhất, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, bị tâm thần khi còn nhỏ, thỉnh thoảng phát bệnh, Ruộng tấn công người xung quanh. Hoàn cảnh gia đình nghèo, người vợ là lao động chính một mình nuôi chồng tâm thần và 2 con ăn học. Đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an huyện Ba Tơ đã cử cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống thăm hỏi, theo dõi, động viên gia đình chăm sóc, quản lý anh Ruộng. Hàng tháng, cán bộ chiến sĩ công an đóng góp hỗ trợ 500.000 đồng cho con của vợ chồng anh Ruộng học hết trung học phổ thông. Trước cảnh chồng bị bệnh, con cái đông, đứa con gái tôi phải nghỉ học phụ gia đình. Nhưng nhờ các anh công an thường xuyên động viên, hỗ trợ tiền hàng tháng cho gia đình, nên con tôi tiếp tục đi học. Nhờ công an huyện Ba Tơ theo dõi, hướng dẫn cách chăm sóc, đưa đi chữa trị kịp thời, nên anh Ruộng mỗi khi phát bệnh không quậy phá gia đình. Công an huyện sẽ nhận giúp đỡ một gia đình, những người tâm thần ở đó để giúp họ vừa quản lý được người tâm thần, không để họ gây án, mà vừa giúp đỡ họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, tránh để cái tình trạng mặc cảm tự ti. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 2.000 người bị bệnh tâm thần, hầu hết họ được quản lý, theo dõi điều trị tại gia đình. Tuy nhiên, việc quản lý người bị bệnh tâm thần hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cộng đồng. Phần lớn các gia đình có người bị tâm thần đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vì vậy, khi người bệnh lên cơn, gia đình khó có biện pháp ngăn chặn, đề phòng. Vì vậy, việc theo dõi, giúp đỡ người tâm thần và gia đình của họ vượt qua khó khăn là hết sức cần thiết để người tâm thần khỏi bệnh và không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đến đây, thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trí Viễn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Tiêu điểm 24 giờ các số phát sóng lần tới.